Trong khi chính phủ và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tìm kiếm nguồn vaccine COVID-19 để sớm đạt miễn dịch cộng đồng, có người lợi dụng sự bức bách của người dân để kiếm chác. Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 13 tháng 8, một top 7 người, trong đó có 3 người trên 60 tuổi rời ô tô đã được một người đàn ông dắt tới trước điểm tiêm vaccine cộng đồng trường tiểu học Nguyễn Thiện Thuật, 100 đường Phan Văn Khỏe, phường 2, quận 6. Ông này vào trong cầm sắp tờ khai tiêm chủng ra ngoài, phát cho từng người và căn dặn, địa chỉ nhà ghi ở đâu cũng được nhưng địa chỉ công tác phải ghi đúng địa chỉ này nha. Địa chỉ công tác ông này yêu cầu người tiêm phải ghi chính xác là đường Tháp 10, phường 2, quận 6. Theo xác minh, địa chỉ này là một tiệm mắt kính. Nhóm người này nhanh chóng được dắt vào trong làm thủ tục và hướng dẫn chu đáo. Sau khoảng 1 giờ, lần lượt người trong nhóm được đo huyết áp, nhịp tim và đều được tiêm vaccine AstraZeneca. Lúc ngồi chờ lấy giấy xác nhận, một phụ nữ tên P, T, T, K cho biết nhà ở Bình Chánh, được anh N chắc mối tiêm cho cả nhà với chi phí 2 triệu đồng người mũi, được tiêm là mừng lắm, còn người còn làm ra tiền, chị K nói. Sau đó người này tiếp tục gọi điện cho anh N, nhờ tranh thủ sắp xếp lịch tiêm vaccine cho một số người khác vào ngày hôm sau, tức ngày 14 tháng 8. Theo điều tra của phóng viên, một tay cò tiêm vaccine khác là ông Trương Mạnh Thảo, cán bộ trật tự đô thị công tác tại phường 2, quận 6. Dù không được phân công nhiệm vụ quản lý điểm tiêm trường tiểu học Nguyễn Thiện Thuật nhưng phạm vi hoạt động của ông này khá rộng, thậm chí còn điều chỉnh được cả nhân viên đang trực điều tiết người tiêm vaccine. Theo ghi nhận ngày 12 tháng 8, ông Thảo mặc áo phía sau in dòng chữ Ủy ban Nhân dân phường 2, quận 6 chạy như con thoi dắt một số người ở các quận huyện khác tới tiêm. Khoảng 9 giờ sáng tại cửa phụ, phía sau của trường Nguyễn Thiện Thuật, ông này cầm 5 bộ tờ khai hướng dẫn người tiêm vaccine, phát số thứ tự và yêu cầu, phiếu ai nấy cầm nha, có phiếu mới chích được, tất cả đều phải ghi đơn vị công tác ở địa chỉ 41 Lê Quang Sung nha. Theo xác minh, cùng địa chỉ 41 Lê Quang Sung là nơi có nhiều kiosk kinh doanh thức uống làm tóc. Xác minh của phóng viên cho thấy, trong số 5 người được ông Thảo nộp hồ sơ tiêm vaccine vào sáng ngày 12 tháng 8, có 2 người không đủ điều kiện tiêm do huyết áp cao, nhịp tim nhanh và mắc hội chứng sợ tiêm, 3 người còn lại đủ điều kiện tiêm trót lọt. Cầm tờ giấy xác nhận tiêm mũi 1 của chị V, D, A, 25 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, ông Thảo khẳng định mọi thông tin sẽ được công khai trên cổng thông tin tiêm chủng của thành phố Hồ Chí Minh. Khi chị A xin bớt chút ít chi phí, ông Thảo liền kêu lẹ lên rồi nhận tiền phóng xe vụt đi. Ngoài ông Thảo còn có ông Hùng, xưng bảo vệ trường, kim luôn vai trò giúp người có nhu cầu tiêm vaccine dịch vụ. Sáng ngày 12 tháng 8, ông này lân la tiếp cận một số người gợi ý tiêm dịch vụ với giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng mỗi người. Ông này còn khoe mình từng giúp khoảng 10 người tiêm vaccine với giá 1 triệu đồng mỗi mũi. Tuy nhiên hiện vaccine đang rất khan hiếm, chưa kể điểm này sắp ngừng tiêm nên ông tăng giá lên 1,5 triệu đồng mỗi mũi. Giá này theo ông Hùng khá mềm bởi trước đó từng có nhiều người phải chi cao hơn để tiêm một mũi vaccine. Theo tìm hiểu, để có nguồn vaccine tiêm dịch vụ, nhóm này tận dụng từ việc một số người trì hoãn tiêm do các bệnh lý đi kèm hoặc có trong danh sách nhưng chưa đến tiêm. Nhiều người bị cao huyết áp, nhịp tim nhanh hoặc bệnh nền không thể tiêm được, nhờ đó dồn ra một lượng vaccine đáng kể để tiêm cho người có nhu cầu, ông Hùng giải thích. Với người tiêm dịch vụ, nếu cao huyết áp chưa thể tiêm ngay, ông Hùng còn sắp xếp vào nghỉ tại một phòng máy lạnh ở tầng 1 của trường, đợi sức khỏe ổn định. Trong ngày 12 và ngày 13 tháng 8, ông này nhiều lần gọi điện cho người có nhu cầu thúc giục đến tiêm và đồng ý giảm giá 500.000 đồng mỗi mũi. Ngoài tiêm ở cộng đồng, ông Thảo còn gợi ý người bị cao huyết áp kết bạn Zalo và gửi chứng minh nhân dân, số điện thoại để đăng ký tiêm dịch vụ tại bệnh viện với giá 2-5 triệu đồng mỗi người tùy loại vaccine. Số tiền thu được, ông này sẽ chi 500.000 đồng tiền cà phê cho đệ tử dắt người đi tiêm. Tôi chích 2 mũi rồi, đúng 3 tuần nữa chích thêm mũi thứ 3. Tôi chích ở đây này, trường tiểu học Nguyễn Thiện Thuật, phóng viên, muốn chích là chích. Ông này quả quyết và khoe tất cả đội ngũ của mình đều đã được 3 mũi. Ngày 17 tháng 8, ông Tăng Văn Thanh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 2, quận 6, cho biết trên đang xác minh làm rõ những thông tin mà báo chí cung cấp. Theo ông Dũng, trường tiểu học Nguyễn Thiện Thuật là một trong 2 điểm tiêm vaccine của phường. Hiện phường có 2 cách lập danh sách tiêu chí tiêm. Thứ nhất, từ tổ dân phố tổng hợp danh sách người dân đang cư trú, không cần hộ khẩu thực tế. Sau đó mời người dân mang theo các giấy tờ tùy thân đến điểm tiêm theo các khung giờ cố định để tiêm. Tin thứ hai, từ các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên địa bàn đăng ký, chỉ nhân viên, còn người thân và người nhà không được. Danh sách này, theo ông Dũng, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác. Về việc giám sát các điểm tiêm, ông Dũng cho biết giao cho cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, 2 đơn vị phụ trách tiêm gồm Trạm Y tế phường và Công ty Cổ phần Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Chắc, quận 5. Ngày 17 tháng 8, đại diện Công ty Cổ phần Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Chắc,
đơn vị thực hiện tiêm, khẳng định chỉ được phân công đảm trách công tác chuyên môn, sàng lọc bệnh lý, tiêm, theo dõi sau tiêm. Hoàn toàn không biết gì về các tiêu cực nêu trên. Bên cạnh đó, bà Lê Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, vừa có văn bản thông tin kết quả chỉ đạo xử lý sau bài viết ra giá tiêm vaccine COVID-19 đăng tải trên báo Tuổi Trẻ sáng ngày 18 tháng 8. Theo bà Thảo, tại địa bàn phường 2, 6 có một điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 cố định cho người dân từ 18 tuổi trở lên tại trường Nguyễn Thiện Thuật, số 100 đường Phan Văn Khỏe. Trong quá trình tiêm, Ủy ban Nhân dân quận đã tổ chức nhiều phiên họp chỉ đạo Ủy ban Nhân dân 14 phường trong việc lập danh sách đảm bảo đúng đối tượng, đảm bảo giãn cách và tuân thủ nguyên tắc 5K. Qua sự việc mà báo Tuổi Trẻ nêu, Ủy ban Nhân dân quận đã có công văn báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Thường trực quận ủy, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường 2 tạm đình chỉ công tác đối với ông Trương Mạnh Thảo, cán bộ trật tự đô thị phường 2, để tường trình làm rõ nội dung vụ việc, kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan đến sự việc, đồng thời chuyển vụ việc cho công an quận tiến hành điều tra, xử lý trách nhiệm cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật. Theo kế hoạch, 14 giờ cùng ngày Ủy ban Nhân dân phường và Ủy ban Kiểm tra quận ủy sẽ làm việc với cá nhân liên quan. Cuối giờ chiều khi có kết quả, Ủy ban Nhân dân quận sẽ có thông tin cho báo Tuổi Trẻ, bà Thảo nói. Bị phường thu tiền khi ký xác nhận hỗ trợ khó khăn do COVID-19. Theo ghi nhận được phản ánh của nhiều người dân về việc sau khi đến Ủy ban Nhân dân phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để ký xác nhận của chính quyền địa phương để được nhận hỗ trợ của nhà nước dành cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 phải nộp khoản tiền 10.000 đồng. Người dân bức xúc cho biết, sau khi điền các nội dung thông tin vào đơn đề nghị hỗ trợ, chủ cơ sở làm việc xác nhận và đóng dấu vào nội dung đơn, họ đã đưa đơn đến Ủy ban Nhân dân phường Hải Thành để xác nhận nhằm hoàn thành thủ tục nhận hỗ trợ. Sau khi kiểm tra nội dung, bà Hồ Thị Lý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải Thành, đã ký xác nhận và đơn được đưa về bộ phận đóng dấu xác nhận. Sau khi đóng dấu, người dân được yêu cầu nộp một khoản phí 10.000 đồng mỗi trường hợp mà không biết rõ nội dung thu tiền là gì. Theo phản ánh của người dân, sau khi nộp tiền, Ủy ban Nhân dân phường Hải Thành không cung cấp phiếu thu hay hóa đơn liên quan gì cho người dân. Đặc biệt, theo phản ánh, có trường hợp bị thu tiền, có trường hợp không. Chiều ngày 16 tháng 8, trả lời phóng viên, ông Phạm Ngọc Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải Thành, cho hay không biết thông tin về sự việc và sẽ cho kiểm tra. Sau đó, ông Phạm Ngọc Thắng đã cho gọi bà Hồ Thị Lý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải Thành, để giải trình sự việc. Bà Hồ Thị Lý khẳng định rằng, việc người dân phản ánh là đúng. Đúng là có việc thu phí 10.000 đồng mỗi trường hợp khi đến xác nhận vào đơn đề nghị hưởng chế độ do ảnh hưởng bởi COVID-19 và có việc không đưa phiếu thu hay hóa đơn thu tiền cho người dân sau khi nộp tiền. Bà Hồ Thị Lý lý giải rằng, việc thu tiền 10.000 đồng mỗi trường hợp là thu lệ phí chứng thực và thu đối với người ở ngoài địa bàn đến ký xác nhận. Còn việc không có phiếu thu hay hóa đơn sau khi thu tiền, bà Lý cho rằng, đây là sai sót. Do số lượng người đến ký xác nhận đông nên không kịp viết phiếu thu và sẽ viết biên lai thu vào cuối ngày trong một phiếu chung, trong đó ghi tổng số người đến ký xác nhận trong ngày tương ứng với tổng số tiền được thu. Bà Lý cho biết, việc ký xác nhận và có thu tiền đối với người dân đến làm thủ tục xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được thực hiện từ thứ 6 tuần trước, tức ngày 13 tháng 8 năm 2021. Cuối ngày hôm đó đã ghi phiếu thu 78 người với tổng số tiền 780.000 đồng. Nội dung biên lai ghi tên loại phí, lệ phí là chứng thực, nội dung có ghi là xác nhận có địa điểm kinh doanh. Chiều ngày 16 tháng 8, tại thời điểm làm việc với phóng viên, đã ghi biên lai thu tiền phí, lệ phí chung cho 4 người với tổng số tiền 40.000 đồng. Về vấn đề phản ánh có người Ủy ban Nhân dân phường Hải Thành thu tiền, có người lại không thu, được lý giải là do những người đó làm sai, đến ký xác thực lại nên không thu tiền. Theo tìm hiểu của phóng viên, tại thông báo số 566 TBUBND của Ủy ban Nhân dân phường Hải Thành về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong hướng dẫn không có nội dung người lao động phải nộp phí khi thực hiện các thủ tục liên quan. Chiều ngày 16 tháng 8, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới cho biết sẽ kiểm tra, làm rõ sự việc. Sáng ngày 17 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới cho biết, Ủy ban Nhân dân phường Hải Thành đã có báo cáo ban đầu liên quan đến việc Ủy ban Nhân dân phường thu tiền của người lao động khi ký xác nhận hỗ trợ khó khăn do COVID-19. Theo đó, sau khi có phản ánh của báo lao động và sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Đồng Hới ngay trong tối ngày 16 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường Hải Thành đã triệu tập cuộc họp để làm rõ sự việc. Kết quả, Ủy ban Nhân dân phường đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm các cá nhân có liên quan đối với ông Phạm Ngọc Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải Thành,
bà Hồ Thị Lý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải Thành và bà Nguyễn Thị Hồng Mơ, Văn phòng Ủy ban Nhân dân phường Hải Thành. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân phường Hải Thành đã thống nhất trả lại số tiền đã thu của người lao động. Cụ thể đã thu tổng số tiền 1.780.000 đồng đối với 178 trường hợp ở ngoài địa bàn phường Hải Thành đến ký xác nhận tại Ủy ban Nhân dân phường. Hình thức trả là thông qua các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân có địa điểm kinh doanh trên địa bàn để thông báo đến người lao động đã đến ký xác nhận tại Ủy ban Nhân dân phường. Ủy ban Nhân dân phường Hải Thành khẳng định sẽ công khai xin lỗi người dân vì áp dụng văn bản để thu lệ phí chứng thực chữ ký là chưa phù hợp trong điều kiện đang xét hỗ trợ ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Cũng trong sáng ngày 17 tháng 8, trao đổi với báo Lao động, Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong cho biết đã nhận được báo cáo ban đầu của Ủy ban Nhân dân phường Hải Thành về sự việc đáng tiếc trên. Ông Trần Phong cũng gửi lời cảm ơn đến báo Lao động vì đã kịp thời phát hiện, phản ánh sự việc để lãnh đạo thành phố có sự điều chỉnh kịp thời, không ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động khi thực hiện các thủ tục để hưởng chế độ hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đây mới chỉ là báo cáo bước đầu của Ủy ban Nhân dân phường Hải Thành. Báo cáo đã thừa nhận việc làm trên là không đúng, không phù hợp. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ thành lập đoàn thanh tra để làm rõ và sẽ xử lý nghiêm, công khai nếu phát hiện tiếp các sai phạm liên quan, ông Trần Phong khẳng định.